Chị làm xúc xích đi chị. Thế hôm nay mình làm nguyên một gói xúc xích nha. Các bạn dùng cái dụng cụ đun đất ra để cho cái xúc xích nó đều hơn. Sau đó mình sẽ làm gọn cái đường cắt lại, làm nhiều nhiều một tí tại vì một gói có 10 cái mà. Làm xong thì mình sẽ mang đi nung. Bây giờ là mình làm miếng bao bì, sẽ trổ và bỏ cái phần trắng đi. Xong thì dán lên cái tấm đề can, gập đôi nó lại rồi dùng cái máy la tóc để hàn miệng túi. Để lại một lỗ để cho xúc xích vào nữa. Mình cắt tỉa gọn nó đi rồi cho xúc xích vào. Xếp thành hai hàng, mỗi hàng 5 cái. Sau khi xếp xong thì mình sẽ hàn miệng lại. Và thế là hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái bánh tay heo nha. Đầu tiên các bạn trộn hai màu nâu và màu vàng cam, sau đó cán mỏng vào chồng lên nhau, cắt gọn đi rồi cuộn lại. Các bạn cứ cuộn từ từ thôi. Rất sorry mọi người vì cái móng tay nha. Khi cuộn xong thì mình sẽ có cái hình dạng như cái bánh tay heo như thế này, rồi mình cán nhỏ ra, vặn nó nhỏ đi. Bây giờ mình cắt cho mọi người xem bên trong nha. Rồi mình xe nhỏ rồi mang đi nung. Đó, cắt lát ra thành các lát mỏng và nhỏ. Sau khi cắt xong thì mình sẽ có thành phẩm như thế này. Sau đó thì mình đóng gói. Mình hàn miệng túi bằng cái máy la tóc. Rồi mình cho cái thành phẩm vừa làm xong vào trong túi rồi gắn miệng lại. Cắt cho nó gọn gàng hơn rồi dán cái nhãn dán lên. Và đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.